Chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube, kênh khởi nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng, có giống chất lượng. Đó. Thì các bác hôm nay rảnh các bác, chú Thơm cũng định làm video này từ đầu năm rồi. Nhưng mà chú Thơm bận đi mua bán bò cho các bác thì cũng không có thời gian làm nữa. Thì mục đích video ngày hôm nay là chú Thơm sẽ xin giới thiệu với các bác giống cỏ voi xanh Thái Lan. Đó thì cứ mỗi năm một lần chú Thơm sẽ ghi hình lại cái giống cỏ voi xanh Thái Lan ở nhà em và gia đình chị Thắm để cho các bác xem. Tức là bên em là đang còn chuyên cung cấp giống cỏ voi xanh chất lượng để cho bà con nông dân lấy giống để chăn nuôi trâu bò vỗ béo nha các bác. Đó, và cánh đồng này chú Thơm quay năm nay là năm thứ ba rồi, và chú Thơm trồng năm này là năm thứ tư. Đó, các bác thấy sau lưng chú Thơm, trước mặt các bác, trước mặt toàn thể bà con mình là một đám cỏ voi xanh Thái Lan chất lượng. Đó, trồng được 4 năm rồi nhưng các bác thấy độ phát triển nó vẫn ok. Đó thì bây giờ chú Thơm review cụ thể cho bà con nông dân xem sơ lược về giống cỏ voi xanh Thái Lan này và cách trồng, cách chăm sóc làm sao cho nó hiệu quả nhất, và giới thiệu đến các bác cho bà con nông dân tham khảo cái mô hình chăn nuôi nông hộ gia đình của anh Cường ngoài Phú Thọ chuyên cung cấp giống cỏ voi xanh Thái Lan cho các bác để cho bà con nông dân xem một cách trực diện nhất. Đó, nếu các bác cảm thấy ok thì các bác có thể lên đơn để chú Thơm chuyển đơn cho chị Thắm, chị có thể chặt cỏ đây cho các bác. Về chất lượng thì bà con hoàn toàn yên tâm và độ rủi ro thì không có, uy tín, chất lượng tạo nên thương hiệu. Đó, trước mặt các bác, trước mặt toàn thể bà con mình là một đám cỏ voi xanh Thái Lan các bác, xanh ri luôn bà con. Đó, xanh rì luôn. Đó, các bác thấy chưa, xanh rì luôn. Đây, cái phần cao này là chú Thơm cắt được hơn một tháng một tí rồi, và đó là bắt đầu thu hoạch rồi các bác. Và đầu đây thì cứ dần dần xuống, thì ở đây là chú Thơm cắt được tầm cỡ 10 ngày rồi các bác này. Đó, tầm 10 ngày rồi mà nó đã phát triển như vậy rồi. Đó, nó lên tầm cỡ 5-60 phần rồi các bác ạ. Đó, và ở đây thì mới cắt. Đó, các bác thấy chú Thơm có hai cánh đồng nha các bác, ở đây và ở trên đồi trên tê nhá. Thì ở trên tê cái diện tích nó gấp tầm cỡ 4 lần ở đây nha các bác, gấp 4 lần ở đây. Đó thì chia sẻ với các bác luôn, đây giống cỏ voi xanh Thái Lan thì bây giờ là cũng là cuối mùa đông rồi, nhưng các bác thấy là hoàn toàn nó không có hoa nha các bác, hoàn toàn nó không có hoa nhá. Nó chỉ có một vài chỗ lốm chốm là lâu lâu nó mới có rồi nha, nhưng hầu như là nó không có hoa này, nên bà con nông dân hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, cái bây giờ chú Thơm sẽ chia sẻ với các bác cái ưu nhược điểm của giống cỏ voi xanh này để cho các bác xem và tham khảo. Và các bác cảm thấy ưng cái bụng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để mua cái giống cỏ này nhá. Người thật, việc thật nha các bác. Chú Thơm buôn bò và bán cỏ này nhá. Và chú Thơm bán cỏ này thì thật sự là lâu lắm rồi. Đó, nhưng mà mỗi năm chú Thơm chỉ ghi hình một lần cho bà con nông dân xem thôi. Những bác nào mà chưa mua hoặc là chưa xem được cái clip trồng cỏ thì các bác có thể xem clip này. Đó, thì cái ưu điểm của giống cỏ voi xanh này là lá to nha các bác, cái ưu điểm của nó là lá to nha. Đây, lá rất to nha các bác. Đây, cái giống cỏ này là chú Thơm lưu gốc được 4 năm rồi nha các bác. Lưu gốc được 4 năm rồi nha. Lá to nha, non mềm nha các bác. Lá to non mềm nha. Đây, lá to non mềm nha. Cây non mềm nha bà con. Đó, lá to non mềm. Về mùa đông là không có hoa, ngọt, sinh trưởng tốt. Đó, ưu điểm của voi xanh Thái Lan này đó, sinh trưởng rất tốt nha các bác. Các bác thấy này, đó giống cỏ chú Thơm trồng 4 năm rồi nha các bác, nhưng các bác nhìn thấy bụi cỏ này. Đây, các bác thấy bụi cỏ tua mùm luôn mùm này. Đó, bụi cỏ nó rất tốt. Đó, nên ưu điểm của nó là xanh, non, mềm, ngọt cây, đến mùa đông là không có hoa, năng suất là hầu như là so với các giống cỏ voi khác thì giống cỏ voi xanh Thái Lan này đạt năng suất tỷ lệ cao nhất nha các bác. Đó, còn ưu điểm của nó nha các bác, ưu điểm của nó là vẫn đang còn lông thôi nha bà con. Đó, ưu điểm của nó là vẫn đang còn lông nha bác các bác. Đây, nó có tí một cái bẹ ở cuống lông này này. Đó, và nó theo mùa thôi nha các bác, nó theo mùa thôi nha bà con. Đến mùa đông thì hầu như là nó ít. Đây này, đó các bác nhìn thấy không, đó nó vẫn có lông nha các bác. Đó, cái nhược điểm của nó, duy nhất nhược điểm của nó là chỉ vẫn đang còn lông thôi. Nhưng mà các bác thấy mình chăn nuôi thì nói thật, mình ra cắt cỏ thì mặc quần áo dài vào thế, đúng không các bác? Đó chứ có quan trọng gì lông. Và vợ chồng em, gia đình em và gia đình chị Thắm chồng mấy năm nay rồi, cắt cỏ cho đoàn hoàng thôi, cắt vẫn cắt cho nó ăn ok. Bò me rất thích ăn cái giống cỏ này. Đó, và năng suất là hầu như là cao nhất, và ưu điểm của nó là về mùa đông là không có hoa. Đó, đây thì cách trồng, đây chú Thơm cũng chia sẻ cách trồng cho các bác xem. Đây, các bác cứ lên từng clip một. Đây, cứ lên từng clip một ở bên đây, và các bác trồng xưa ra, bà con trồng xưa ra, trồng thành bụi một. Đây, bụi một
bụi ngột các bác cứ trồng xưa ra đó để sau này nó phát triển mạnh. Đây các bác nhìn thấy cái bụi này đó, chú Thơm trồng cắt được cái này thì cắt được 4 5 năm 6 hôm rồi, đang bây giờ bắt đầu lên rồi này đó. Đó các bác cứ trồng xưa, trồng từng hàng theo lối để đến lúc mình đi vô mình cắt cỏ cho nó gọn gàng và sau này mình có thể làm cỏ sạch sẽ cho nó cũng được. Đó các bác cứ trồng thành bụi một ra, nó rất dễ trồng thôi. Đó và các bác muốn lưu gốc lâu dài á thì phân bò, đây. Phân bò này, các bác cứ đổ trực tiếp lên giống cỏ. Đó. Phân bò các bác cứ đổ trực tiếp lên cỏ không vấn đề gì hết, nó lên càng tốt hơn nhiều các bác, và cái lưu gốc nó hầu như là rất lâu. Theo chú Thơm nghĩ chắc cái đám cỏ này chắc còn phải tầm cả vài năm nữa chú Thơm mới trồng lại. Đây cứ cắt rồi tấp phân nó đi lên cứ lên thôi. Đó nên không vấn đề gì và rất tốt nha các bác. Đó. Còn bà con nếu mà trang trại ở xa thì các bác có thể phân thì các bác có thể tấp đống lại sau các bác lên các bác đổ bãi cỏ. Còn nếu mà nước á, nếu mà trang trại của bác liền thổ liền nữa thì các bác có thể đào hốc to để nước rửa chuồng trại xuống thì các bác tưới ngược lên trên cỏ. Đó lấy nó nuôi nó. Rất tốt các bác. Không phân phân cho gì cả. Đó thì chú Thơm vừa giới thiệu sơ lược về về ưu nhược điểm của giống cỏ voi xanh Thái Lan này và cách trồng giống cỏ voi xanh Thái Lan này nó ra làm sao để cho nó lưu gốc được lâu nhất và nó phát triển một cách hiệu quả nhất. Đó thì để quay trở lại với clip này thì chú Thơm sẽ mời các bác cùng toàn thể bà con tham quan gia đình nhà anh Cường ở ngoài Phú Thọ, người trực tiếp cung cấp cỏ giống cho các bác bao lâu nay nha các bác, người chuyên cung cấp cỏ giống cho các bác bao lâu nay. Thì cho các bác xem cái giống cỏ gia đình nhà anh Cường có tương đồng với giống cỏ gia đình nhà chú Thâm đang trồng hay không và cái độ phát triển nó có mạnh hay không. Thì ngoài đó là lưu gốc rừng cũng là 5 6 năm rồi các bác ạ, 5 6 năm rồi và gửi cho em thì cũng vài năm rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm và gia đình nhà chị vẫn đang còn chăn nuôi và vẫn đang sử dụng giống cỏ này đó, chứ không phải là chuyên trồng cỏ để bán nha các bác. Đó người ta thấy hiệu quả người ta sẽ bán lại cho các bác xem nó để các bác gây giống để trồng thôi. Đó, chú Thâm nhắc lại là ưu nhược điểm của nó, cái nhược điểm của nó là vẫn đang còn lông nhá, rõ ràng nhá. Các bác ưng thì các bác mua, không ưng thì thôi. Không có sau này rồi các bác nói thế này thế nọ và các bác lưu ý là giống cỏ voi xanh Thái Lan này nó không có hột nha các bác. Nó chỉ trồng bằng hòm nha, các bác mua một lần và trồng mãi mãi luôn, giống như cây mía, mua một lần và trồng mãi mãi luôn. Nên các bác xem ở trên mạng hoặc rất nhiều bà con người ta xem trên mạng đến lúc người ta điện cho em bảo các bác bị lừa rồi, giống cỏ voi xanh Thái Lan hầu như là không có hột nha bà con. Đó nó bán cho các bác cái loại giống cỏ ngô đó, cỏ ngô cỏ nước đó, nó lừa là cỏ voi xanh Thái Lan đó các bác. Đó thì bây giờ bên chú Thơm mời các bác cùng toàn thể bà con đồng hành cùng em ra trang trại nhà anh gia đình chị Thắm tham quan trang trại gia đình nhà anh chị và chị sẽ quay trực diện cái đám cỏ rồi để cung cấp cho các bác xem như thế nào. Ok các bác nha. Xin chào toàn thể bà con ở kênh Khởi Nghiệp nhá. Em là Thắm ở kênh Khởi ở ngoài Phú Thọ đây ạ. Thì em là người mà chuyên gửi cỏ cho các bác 5-6 năm nay ở trên kênh Khởi Nghiệp của bác Thơm. Thì hôm nay đầu năm 2023 thì bác Thơm có báo em là ra quay review một đoạn cỏ cụ thể ở ngoài đồng để gửi cho các bác xem cụ thể là đồng cỏ nhà em sau 5-6 năm thì nó phát triển như thế nào để các bác lựa chọn giống trong chăn nuôi của mình cho nó phù hợp. Thì đầu năm 2023 này thì em cũng chúc toàn thể bà con ở trên kênh Khởi Nghiệp nói riêng và tất cả mọi người bà con chăn nuôi trên cả nước nói chung là có một năm đạt nhiều thành công nhá, chăn nuôi trâu bò dê là nhanh phát triển, nhanh béo để còn xuất nhá các bác nhá. Vâng, thì hôm nay thì em sẽ ra quay một đoạn ở cánh đồng cỏ nhà em hiện tại bây giờ và để cho các bác đặt đơn hàng với bác Thơm nhá, thì bọn em sẽ gửi đến tận nơi cho các bác ạ, giống thực tế luôn, đảm bảo như nào thì các bác sẽ xem nhá. Đây nha các bác ơi, cỏ nhà em nói chung là bây giờ bạt ngàn rồi, thoải mái các bác đặt đơn. Đây, voi xanh Thái Lan đấy ạ. Những cái đằng này là nhà em đã lưu gốc được 6 năm rồi nha các bác nhé. Đây, 6 năm rồi sao, bây giờ là đang tầm giống đẹp rồi. Tháng trước thì các bác đặt đơn thì nhà em hơi chậm một chút là bởi vì là chưa có cỏ để gửi cho các bác. Rồi bây giờ thì các bác cứ lên đơn đi, hàng nhà em rất nhiều. Đây nhà em đang chờ tầm này, tầm đẹp này thì bọn em bắt đầu
chặt để gửi hôm cho các bác này, để các bác làm giống như đảm bảo này. Đây. Những chỗ này là lưu gốc được 6 năm rồi các bác nhé, nhưng mà hôm vẫn rất là đảm bảo này, đẹp này. Đây mắt này các bác này. Đây vào trong này nhưng mà rộng quá em lại không đi vào được, bởi vì hai bên cỏ nó mọc nhiều quá rồi. Bây giờ em vào các bác quay các bác không nhìn thấy rồi. À, các bác cứ lên đơn gửi cho gọi cho bác Thơm nhá. Thì có gì bác Thơm thì alo nhà em thì em sẽ gửi tận tay các bác giống cỏ voi xanh Thái Lan này. Đây các bác này. Cỏ cây thì vẫn dài hơn 2 mét đấy các bác nhá, 2 đến 3 mét luôn. Hôm to đều đẹp đảm bảo. Đây nhà em đang chặt hom cho các bác đây ạ. Chặt về này thì cái gốc này nhà em sẽ lấy hom này, lấy gốc gửi cho các bác để các bác làm giống. Còn cái phần ngọn này nhà em sẽ cho bò nhà em ăn. Nhà em bây giờ cũng đang nuôi mấy chục con bò nên là phần ngọn này nhà em sẽ tận dụng để cho bò ăn. Còn phần gốc này bọn em, các bác đặt đơn thì nhà em sẽ gửi đơn để cho các bác làm giống trồng nhá. Giống cỏ này thì đảm bảo chất lượng luôn. Đây bác nhá. Thân cây cỏ rất là đặc nhá. Đây. Đặc này và mềm này. Nhiều nước lắm, cái giống cỏ này nó nhiều nước. Chứ nó không bị khô như các dòng cỏ khác đâu. Thân cây rất là mềm này. Đây, bẻ này. Đấy. Các bác xem này. Thân rất là nhiều nước luôn. Đây. Giống cỏ này không có lông nha các bác nhá. Đây em quay cận cảnh lá các bác xem này. Và không có hoa nhá. Mùa đông không có hoa đâu, không có nhiều hoa. Đây các bác nhìn này. Thân này ạ. Đây. Thân cây nha các bác nhá. Đây. Nó chỉ có một chút lông ở chỗ này thôi. Đây này. Đây chỗ tay em chỉ này các bác này. Còn hầu như là cả thân không có lông nhá. Đây em quay gần cho các bác xem này. Vâng này các bác ơi, em đang chặt hom gửi cho các bác đây ạ. Đây ngày nào nhà em cũng chặt hom nhá các bác nhá. Ngày nào đơn nhà em đi đây. Nhưng hôm nay là nhà em có tổng đơn là 15.000 hom thì em đang chặt đây ạ. Đây, 15.000 hom thì chỗ này em chặt chỗ này là được 2.000 đấy ạ. Đây, đống này là 1.000 này. Đây, nhà em bó 1.000 này. Mấy đống này nữa là được 1.000 nữa rồi ạ. 10 que là 1.000 này. Đây, sáng nay nhà em chặt chỗ này gần đủ rồi các bác nhá. Đây, có một bao này là bọn em đóng là được 1.000 đến 1.200 ạ. Đây. Cỏ voi xanh Thái Lan này đảm bảo từng mắt một nha các bác nha. Các bác nào đặt đơn từ 2.000 hôm thì em sẽ gửi xe khách. Rơi vào một bao này nó rơi tầm 1.000, 1.200 ạ. Thì gửi xe khách thì các bác tiết kiệm chi phí hơn. Đấy, các bác lấy 5.000 thì sẽ là rơi vào 5 bao này. Thì chỉ mất tầm khoảng 500.000 tiền cước thôi. Thì tiết kiệm hơn là gửi bưu điện rất là nhiều. 2.000 thì 2 bao thì mất tầm khoảng 100 đến 200.000 tiền cước xe tùy từng nơi nhé các bác nhá. Đây các bác ơi, bò nhà em đây. Cỏ ăn cỏ voi xanh Thái Lan đây. Đây. Cỏ về nhà em băm ra này để cho bò ăn này. Đấy. Nói chung là cái giống này nó sinh trưởng tốt cả vào mùa đông nè. Mùa đông nhà em không lo thiếu cỏ đâu các bạn. Đây. Băm nhỏ nó ăn hết cả gốc luôn ạ.
Đây, cỏ rất mềm nha các bác nhá. Đây. Đây nhà em băm này. Gốc nó cũng ra thành khúc như này, bỏ ăn hết này. Đây. Đó. Các bác cùng toàn thể bà con vừa xem gia đình ngoài anh Cường đó, ở ngoài Phú Thọ, chị Thắm ở ngoài Phú Thọ chăn nuôi bò và trồng cỏ nó như thế nào. Đó, các bác thấy cỏ vôi sành Thái Lan anh chỉ trồng 5-6 năm rồi nhưng mà rất tốt, rất ngập các bác, tốt hầu như là 3-4 mét. Đó, các bác chăn nuôi số lượng nếu mà các bác quỹ đất ít, các bác chăn nuôi bò số lượng nhiều thì chú Thơm nên khuyên các bác nên trồng một loại giống cỏ này thôi. Đó, gia đình em đã trồng, chị Thắm đã trồng và cung ứng đến cho toàn thể bà con trên cả nước, và các bác cũng đang còn trồng để cho chăn để chăn nuôi trâu bò vỗ béo thì các bác cũng biết rồi. Đó thì chú Thơm cũng nhắc lại, tức là giống cỏ này chị Thắm cũng đã nói nhưng chú Thơm đề cập thêm, giống cỏ này thì hiện tại chú Thơm đang bán 500 đồng một hom. Một hom chú Thơm làm chặt làm hai mắt 20 phân. Là các bác về là các bác có thể trồng nó lên được một bụi là ok rồi, chứ không cần thiết phải 3-4 mắt. Đó thì nếu các bác ở xa hoặc là ở trên cái điều kiện kinh tế hoặc là ít đó, thì ví dụ như ở vùng sâu vùng xa nếu mà xe cộ các bác không đi đến đỡ được thì các bác có thể mua là tụi em gửi qua Viettel Post thì nó đem đến nhà cho các bác. Đó thì nếu mà gửi qua Viettel Post thì chừng nào các bác nhận được cỏ thì các bác thanh toán tiền thôi. Chú Thơm nhắc lại là tụi em bán tại nhà là 500 đồng một hôm chưa tính tiền ship vận chuyển. Đó thì nếu mà các bác gửi qua Viettel Post thì chắc nó rớt vào tầm cả 700-800 đồng một hôm cộng cả ship vận chuyển. Tại vì sao chú Thơm lại nói chung như vậy? Tại vì cái hôm nó còn có hôm to, hôm nhỏ các bác không? Nó cân ký nên nó tính tiền. Nên nó không có một mức cố định nào nhưng mà nó dao động ở mức độ đó là tối đa rồi. Đó, còn bác nào mà ở gần thì các bác, bà con nào ở gần hoặc là các bác thuận tiện xe cộ, các bác mua số lượng nhiều thì chú Thơm nên khuyên các bác là nên gửi xe đò thì nó nhanh hơn. Thứ nhất là các bác lấy ở trong ngày. Thứ hai nữa là các bác cái hòm cỏ nó tươi, lấy được trong ngày đảm bảo hơn. Các bác không phải chờ đợi lâu làm gì và các bác lấy được số lượng nhiều. Đó thì nếu mà gửi xe đò thì các bác có thể chuyển khoản cho chú Thơm tiền cỏ trước, xong rồi chú Thơm sẽ liên hệ với nhà xe ở khu vực các bác và gửi xe đò đến. Thì lúc đến thì các bác chỉ ra nhận cỏ và thanh toán tiền cho người ta thôi, thanh toán tiền cước. Đó, tại vì sao gửi xe đò mà tụi em lại phải yêu cầu các bác gửi tiền? Tại vì gửi xe đò thì nhà khách tụi em không quen biết với ai cả, đúng không? Hôm nay chạy Bắc Ninh, Bắc Giang, Lâm Đồng hoặc là vô trong Nam thì không quen biết ai cả. Rồi đến lúc các bác đến thanh toán cho nhà xe thì đa số là lơ hoặc là phụ nó đi làm thôi. Lúc khi nó lấy tiền rồi nhầm lại nó quên, nó cũng không biết lấy được nào cả. Đó, cái mục đích là vậy thôi. Đó, cái lý do là vậy nên chú Thơm mới bảo yêu cầu các bác gửi tiền. Còn nếu mà không các bác gửi qua Viettel Post, các bác sợ này nọ thì các bác có thể gửi qua Viettel Post, thì chừng nào các bác nhận cỏ thì bà con thanh toán tiền. Đó, ở vậy thôi. Thì xong xuôi nha các bác. Thì chú Thơm cũng cảm ơn bà con, cô bác trên mọi miền Tổ quốc 3-4 năm nay rồi đã tin tưởng, ủng hộ và mua giống cỏ ở bên kênh Khởi Nghiệp. Thì em và gia đình chị Thắm cảm ơn các bác rất nhiều. Đó, chúc cho bà con vững tin chăn nuôi, gặt hái được nhiều thành công. Đó, cỏ là chìa khóa thành công duy nhất để các bác bước vào nghề chăn nuôi trâu bò vỗ béo an toàn nhất và hiệu quả nhất và ít rủi ro nhất, sinh lợi nhuận cao nhất. Đó, tất chỉ có cỏ. Chứ các bác nuôi số lượng nhiều mà các bác mua rơm 5-70 nghìn một cuộn rồi mua ngô mua nữ thì thật sự là hết không còn gì cả. Nó giống như hôm qua chú Thơm chở bò sang cho ông anh ở bên Nghệ An cũng vậy thôi. Nhưng mà yêu cầu của anh thì không ghi hình nên chú Thơm cũng không ghi. Đó, anh đặt chú Thơm nhiều lắm thì cũng chưa bắt được cho anh nữa. Thì mới nhập cho anh một ít thôi. Đó thì sang thì có anh chồng đã lút người rồi, các bác đã lút người rồi. Nhưng mà bò thì chưa có bò chuồng trại thì mới làm xong. Đó, và bây giờ bắt về thì đúng là bò ăn ngập mồm luôn. Ở vậy mới ok các bác, người ta định hướng ở vậy, người ta chăn nuôi ở vậy thì mới tốt và mới duy trì được lâu. Chứ không thể mà làm chấp chấp nhã nhã rồi cuối cùng mua một mớ về rồi cỏ nhà không có ăn. Các bác tính lượng cái đồng cỏ mình
bao nhiêu để mình nuôi được số lượng bò nó bấy nhiêu. Mình mua thì mua tầm cỡ 10 đến 15% thôi, chứ không nên mua 5-70% là dở nha các bác. Đó, xong xuôi. Thì bây giờ chú Thơm cũng đi bắt bò đây. Thì cũng xin chúc bà con cô bác chăn nuôi, ngành chăn nuôi trâu bò trên cả nước nói chung và ngành chăn nuôi bò Ba Vê Vỗ Béo nói riêng, chúc các bác chăn nuôi tốt, gặt hái được nhiều thành công. Đó, mong rằng giá cả cuối năm nay nó sẽ cao hơn nhiều so với bây giờ và cuối năm ngoái. Rồi, ok các bác. Kênh Khởi Nghiệp xin chào các bác. Chào toàn thể bà con.